tối om om ấy. Đây. Ôi sắp chín rồi. Đây, nướng chim câu. Nên nó bắt đầu là nó tàn lửa là mình cho xuống nắp nữa. Ừ, okay. Cho xuống nắp nữa là ngon. Ok. Pin yếu, không bật flash được. Mình 7% phút. Nhìn như gà nhỉ. Nhìn to nhỉ. Quay gần như gà. Ừ. Nhiều công nướng vậy nó không ngon mấy sao ấy. Phải. Nó không bằng quay. Quay gì? Quay nó đều hơn. Vậy. Đều gì nó cũng liên quan chủ yếu mình có đặt thì không. À. Tức là quả nào nó cũng bằng quay. Ừ, bong đút cả chân vào trong á. Ừ. Chẳng lao quá. Đút chân nhỉ? À chân đút chân trong là hợp lý làm gì nữa. Lý thì nó không chín đâu. Vãi không chín. Chín hết đúng không ạ? Trong nó nhiều nước lắm, con này nhiều nước. Nhưng quay đéo. Đi đảo đi đảo liên tục chứ. Từ vừa nật xong rồi thật. Đập xuống một phen. Ông cũng chẳng lao. Thật. Giờ nhìn vàng ươm. Ừ. Bồ câu béo mỡ nó ra nó. Các ông về tưởng về làm luôn chứ. Mẹ say bỏ sư cần... Từ đấy về hơn 5 giờ rồi. Bia. Thằng Bia cho bia vào đi ơi. Ngon quá. 30 cộng. Hay quá. Cộng 3 Bia giỏi ơi, Bia ngược rồi. Úp xuống. Không sao, mình để thẳng cũng được. Gì đấy? Thôi đóng cửa tủ vào đi. Gì đấy? Cái này chín chưa rồi? Chắc chưa. Pin cho pin hộp sữa chua trong tủ này à. Pin chua được 5-6 con chim câu rồi. Chẳng thể làm lạnh được. Bóc đi. Bóc cái gì? Con bóc con ơi, để ăn cơm. Vin ạ, ăn cơm chứ. Nhé. Cơm nhé. Rồi đóng vào Vin. Đóng vào Vin. Chín chưa? Để chặt cái cổ ra. Không biết. Ừ, okay. Vừa để em vào thì mấy xô thì có nó nốt cái tẹo. Đi. Cho cái đầu xuống. Cho em tít ăn với. Cho em tít miếng. Rồi. Xuống tít chân đậu được. Cho nó... Chọc phát xem nào. À. Cái đấy chín rồi. Cái đùi này. Chọc cái đùi này. chưa cái đùi chưa chín đó, đi xuống quay chim câu tiếp. Ui, tối quá, mình xuống xem chim câu nó quay đến đâu rồi. cái thánh quay bây giờ chỉ cần trong ruột nữa. Ui, vàng phết rồi này. Ừ. Bác trưởng ý, vừa đấy. Thứ bác trưởng thì cũng phê rồi. Ông Hải còn đi không lên. Mày gọi đi đi lên đấy. Bậy. Bậy thì phê lắm rồi, anh phê lắm rồi. Hẹn nhau rồi phải làm tới tầm. Hẹn nhau anh đến thế mất khách lắm. Đằng nào chả say. Đằng nào chả say. Trưa nay cũng uống gần hết chai rượu. Đây, cho thôi. Cái nguyên cái nguyên cái quả dừa đấy là lít tư đấy. Lít tư với lại cái chai rượu kia lít rưỡi thì cũng gần hết rồi. Không phải, chơi một lít thôi. Chơi một lít. Đây là gần hết. Cũng kinh đấy. Ông mình quân gần 50. Rượu ngon. Vui than hồng nhỉ. Mẹ nướng được mấy con chim câu tiền than quá tiền chim. Mình định đi quay nhưng mà nó bận quá, nó đông quá. Quay một nữa rồi. Sẽ đông. Đã đây, ngày. Nay đến ngày lễ như nay là nghỉ nhiều. Không quay con khác. Không đi không có chắc con quen rồi chứ. Đâu, mấy quán, tôi đi mấy quán chứ. Quán ở Ấn Hòa nó đẹp rồi. Hợp lý rồi nhỉ, ngon rồi nhỉ. Sợi đẹp. Vàng lắm rồi. Chúng thấy là tôi, mình là cũng thành quay rồi. Nhưng mà mẹ mình quay đã hết mỡ rồi. Ông Quảng cũng đang đi mỡ cũng được. Mình có cái mẹ mỡ đồng ra, cháy không chân. Về thế chơi Quảng béo giờ béo như con lợn ý. Không, đi đúng, này, đúng, 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 tay này, sữa Mino mà. Ừ. Nghe đứa nào béo hơn phải không? Ừ, thịt, tôi được 60 cân. Tôi có 63 cân. 63 cân thì mày bình thường. Vậy ông Phúc bằng tôi à? Ờ.
hai thằng gạo mét bảy mấy. Trừ trừ cái gì, người ta tính cân nặng vậy. Cái cân nặng chiều dài ba hai, chiều rộng có hai. Ấy con này chín đấy, con này vậy là chín thóc là chín. Cái kia rơ chân nhỉ, để nó chân nó có gì đâu mà không, nó vậy chứ gần gặm vui vết. Các bạn là tí này, tí cái này, tí cái này là vắt bật là bỏ ra đĩa thôi, là để mà xé ăn thôi. Ừ, cái gì chặt chặt làm gì, lấy cái kéo thôi để đấy không nào, để kéo vậy mà cần phải kéo tay xé cho nó ngọt. Toàn tay bây giờ, tay toàn thằng tay bốc cứt trục cứt thật mày à, mày không bốc ngọt cứt rồi, ngọt cứt rồi à. Quét cho nó dính dầu nữa cho nó. Ừ, mình nghèo. Nhưng mà có làm cái tí canh vậy? Anh Viên, tùy các ông. Nhưng mà có xem tí canh thế nào nào? Biết mẹ rồi, hãm rồi. Biết thì hãm rồi, nhưng mà vịt đây, vịt luộc đây. Tối quá, không bật flash được. Máy hết pin. Không thì mình nhờ bác Hải nó băm cho. Được mà. Được, vẫn được. Tí canh vẫn được. Được. Hai bát cửa. Hai bát, được. Được rồi bác Hải, em cho cả vào chung cái này nhá. Đổ vào chung cái này nhá. Rồi, đưa bát ra. Đưa bát, anh bỏ cuốc này. Bát đây. Anh hai bát này gì? Hai bát này thôi. Đủ không anh? Hai bát chậu. Này, một cái bát kia thì cũng thoải mái kìa. Vâng, mình thấy đủ rồi. Hai đây bát chậu nhá. Hả? Hai bát chậu nhá. Đã hết nước kia rồi. Vâng, đã hết nước rồi. Đây nước nước từ có 19 chưa? Có 19 rồi. Mình đùa ấy. Này mà đông sắm này. Thừa tiết. Thừa nhiều tiết quá. Đây. Rồi, được. Vừa được quá thoải mái. Này quá đông sắm luôn. Đấy, thế thôi. Rồi cho đổ lạc nhá. Và từ từ lạc. Tối quá. Không bật được biển flash. Hết pin rồi. Rồi, sau khi cứ để vậy. Anh chặt luôn cái đấy cho em cái. Ừ. Ừ, bỏ hết ra rồi rồi, xong hết rồi đấy. Chín hết rồi đấy. Cái này cắt này hơi chuẩn đấy, cỏ vậy chuẩn hẳn đấy. Có hành gì vậy? Hành bao phần? Đây, đĩa đây. Đĩa đây, chặt gầy vào đây. Chặt vịt vào đây. Bác làm gì vậy? À, làm nước chấm à. Đây, mình sẽ đây, cho lá thơm lên, cho nó đẹp. Cho đẹp à. Rồi, xong món tiết canh. Xin món xem món chim câu. Thử xem món chim câu. Yeah, bà này cũng quay. Theo chân các cụ ơi. Ui, chín phết rồi. Hết đèn tôi hết pin rồi. Không bật phở nát nữa. Đây, bật phở nát hỗ trợ. 80 cái phở nát hỗ trợ này. Chỉ trả 50.000 nữa. Ấy, nhưng mà sáng 50.000 chưa thấy đâu. Ôi, ngon. Thơm rồi đấy. Chợ ní sáng, cõng đi cõng về. Chặng đường xa xôi. Đây, chim câu chứ không phải gà đâu nhá. Tôi cứ tưởng con gà cơ. Tôi cứ tưởng phép. Anh Trăng dưới lửa. Anh Trăng dưới lửa. Nghệ thuật là anh Trăng dưới lửa. Kìa rơi cái chân nhỉ, rất nhỏ kìa. Ông cầm lấy ông ăn đi. Ăn được, không cho con kia đâu. Này. Này rơi bố rồi. Ăn lao.
chân này không có gì. Nó có cái gì đâu mà. Nhìn này, xùi về là biết là chín rồi. Chín rồi hả? Chín nó xùi là biết. Con là bên trong chưa chín đâu. Những con xùi. Những con xùi là nó ở trong chín nó đẩy nước ra. Nó xùi nước rồi. Ông Phúc chả biết cái miệng. Thôi rồi, mình sẽ quay thế này thôi, xong mình quay các cụ. Ơi, tôi phải quay bằng V10 này, ui trời ơi. Sáng phết các cụ ạ. Ui đẹp. Sao xong chi nữa nhá. Nhưng mà lên thớt đang sẵn ở kia nhá, chặt đôi ra hoặc chặt ba ra cho nó. Không. Không ạ. Để mà xé. Hoặc thì con ăn sao được. Để mà xé xong bóc cho nó. Thôi rồi, tôi đi hái. Tôi đi hái 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 quả chanh, hái lá chanh nữa. Không có biết rồi, không phải đã. Con dám đi phải đéo réo cái. Con biết rồi, đi rồi, biết rồi. Nó trong chân cầu ấy. Ôi trời, đi hái quả chanh. Tối lắm ở quê đây. Ôi, các bác nhìn này. Tối kinh. Thì mình sẽ phải cho nhanh của đoạn này. Đi hái quả chanh mà. Tối quá. Ở quê là cái gì gần như là đi hái, tự hái. Nhà hàng xóm là hát karaoke. Tới quá. Mấy các bác có nhìn thấy không? Đây rồi, sắp ra đến cây chanh rồi. Đây. Cây chanh nó mãi ở dưới sông. Đây, mình phải đi. Úi xa, mình phải đi đi xuống ruộng. Nhưng không biết có quả nào không cơ. Rồi, cây chanh đây rồi. Nhưng không nhìn thấy quả nào cả. Úi trời ơi, xuống nước rồi. À, một quả. Cứ hái đi. Ôi, quả này ấy lắm. Quả này non lắm. Mình sẽ ra bên này xem nào. Mình sẽ bên này xem. Ui, nước này các bác này. Phải nội xuống nước. À, đây rồi, sang bên này nhiều quả hơn. Đây. Ôi trời, hai quả. Ôi, bị gai chanh nó đâm rồi. Ba quả đi, bốn quả đi. Rồi, mới có túi bỏ vào đây không? Chết rồi, không có túi rồi. Mình sẽ hái mấy cái lá chanh nữa. À, túi không có, để nó rơi mất rồi. Hai lá chanh nữa. Ê chà. Thôi rồi, mấy cái thôi. Đã lội nước đi về. Úi xà. Ây da. Hai mấy cái lá chanh nữa. Rồi đi về thôi. Lội nước lên đi về. Chó nhà ai đây? Mặt nó sáng quá. Tối quá. Cái đèn flash của con V10 này tối kinh. Không nhìn thấy đường luôn. Được rồi, nhưng không sao. Chơi vậy. Ơ thôi rơi rồi, rơi quả chanh rồi. Thôi xong, rơi xuống đây. Rơi xuống ao rồi. Rơi xuống ao rồi các bạn. Rơi, mình bị làm rơi một quả. Rơi một quả chanh xuống ruộng. Túi nó bị thủng. Thôi nhưng không sao. Chuẩn bị được nhậu rồi. Vui lên, chuẩn bị được nhậu rồi. Ăn đi về. Anh đi về nhậu thôi. Ai đây? Cái nào đây? Đấy, Hải đây. Nị thôi, đi xe tí sang chú nhậu nhá. Hải nhá. Ơi. Đấy, chờ tí. Mang quả chanh về đã. Ồ, về rồi, về nhà rồi. Còn V10 này trông cũng kém quá. Đây. Mùa nhậu đây. Không. Nhưng chanh nhỏ lắm. Nhỏ tí á. Đây. Bẻ được 3 quả chanh. Chanh nó còn nhỏ lắm, không bẻ được. Mình là nhiều. Đây. Mới có cái này thôi. Thịt vịt này. Đỗ lạc này. À đây, món này. Thịt canh này. Đấy, thịt canh giờ mới có flat nó mới đẹp này. Đó. Thịt canh này. Đi xuống xem đi câu đến đâu rồi.
À, xem miếng cơm đâu rồi. Hai ông đang nghiên cứu cái gì đấy? Sao có trường đâu? Đấy, chưa gọi. Vãi! Gọi đi ông ơi! Đồ xong rồi. Đồ ngon đây, rồi. Sao chín rồi? Ôi trời ơi, quá tuyệt vời. Nhìn lên điện thoại nhìn nó đen tui. Đen thì vàng vời. Tôi thấy ông quay điện thoại của ông thấy đen xỉ. Ông chơi điện thoại V10 của tôi à? Chơi quá. V10 quá tuyệt vời. Tôi nướng vào mướm đều như vắt chanh. Đấy, vậy muốn gì nữa? Ông nhìn lại mặt hàng đi. Nó không đều. Độ nét nó không đều, chỗ góc nó không đẹp. Ngoài tôi quay đẹp nhất. Được rồi. Còn 1% pin. Món gì đấy cơ? Miến mà ít nước quá, đang bôi thêm nước. Nè. Úi trời, toàn món ở quê. Đây là mía rong hay chứ? Rong này. Như để vậy sợ tí ăn thì mới cho nước vào. Không, đấy đang bôi thêm nước có còn nhiều cái lắm. Cái gì đấy? Cái gì đấy? Vịt, xương vịt, cánh vịt. Vịt nó chưa nước không quả. Đâu, vịt lúc nãy bổ ra thôi. Lúc nãy kiểu đổ xương ra, hôm qua làm gì còn cái gì. Chả cần bỏ đâu đấy đâu. Ăn thì cứ ăn nước đi mày. Cho thêm miếng nước cho tí cho con hút. À mẹ nấu nước trắng rồi. Nước trắng đổ vào xong mình múc vào bát ấy. Đấy. Rau này khi con không biết là cái gì đâu. Xem cái mấy thằng bé này. Mỡ nè. Mỡ ơi. Hớp nhẹ nữa à. À, xong rồi. Để xem còn mỗi món chim câu nữa thôi. Mỗi món chim câu nữa là xong rồi. Đây đây, đưa lên ông báo tách. Đây báo đang ngồi ngồi chờ tách đấy. Ông báo tới sách không chín chưa? Chim câu đấy. Ông chặt đôi cho tôi xem chín chưa thôi. Đôi chặt bốn. Chín đâu đi gần. Chín rồi. Chín rồi, thôi bỏ lên đi ông Phẳng ơi. Chim câu. Chim câu nướng. Chim ơi. Sao? Sao đấy? Chặt vậy thôi bố ạ. Chặt to to vậy thôi. Thôi mày xếp đâu mà. Tại là nóng. Thôi vậy được rồi. Cắt đấy. Đây đây, bố cứ giặt xong cái này đi. Cho dậy quá. Không, mai. À, mai bác sau rửa sợ ăn nước. Ai? Cây. Không, không phải để. Mai bác sau. Không phải để ăn. Ê, ông bổ đôi ra chứ. Bổ miếng to ra, đừng bổ nhỏ. Bổ đôi cái đấy ra. Thôi, đừng chặt ra nữa. Ông chặt ra, không chặt gì. Đừng chặt ra. Thưa cái đầu đấy vậy bố ạ. Ừ, để vậy, lấy cái này bổ đôi. Xong. To to gặm nó ngon. Nào thì bằng đến người mỗi người miếng. Cứ đừng chặt cánh ra nữa. Không, cứ tắt cái cánh ra thôi. Cứ bổ đôi người ta tự chế. Ôi chết, tôi cứ bổ đôi ra một để vào đấy là được. Rồi. Được rồi. Nhiều gì vậy? Đây, 6 con cơ mà. Thế anh Quang Hải vào tiết được không anh? Được, con rồi. Có chưa rồi, ông đang là phải tái gọi. Không có làm được không? Có, tí không làm. Cứ ăn trước đi. Phải cả đôi thôi. Quang Hải đâu nhỉ? Máy trên nhà. Châu không sao? Châu không sao đâu. Úi trời. Vậy rưa hết cái láo mắm mật à? Rưa mắm mật để hưởng rải ở trên đi. Thôi rồi xếp rồi. Cái bình chặt đi cho nhanh bố. Ui sao chặt đúng ngày thế nào thì chưa xong đấy được vợ nhỉ. Úi xời khói. Nào không ơi. Ôi để vậy rồi. Hai chân vịt
xương chưa ăn ở đâu? Nóng, xương nào? Ở trong cổ con như thế, không có làm gì đâu nhỉ? Vừa đẹp ấy nhỉ? Vừa chín. Đâu, mình làm máu. Cái đùi. Đùi gì? Xương. Nhiều quá, nhiều quá. Cho con tay con. Nóng như có về đâu mà chắc gì đã về được. Nhà. Nhiều ấy. Vừa mí đấy bạn, vừa chín đấy. À, thức cu kia lại dậy rồi à? Này con chim gì đó không cả, nhiều vậy cả, nhiều. Hơi có vịt. Này chim này chim phát này nó to nhưng mà đâu có vẻ. Một cân một đôi. À, một cân một đôi kìa. Nó nếu mà chim mà mới nở ra mà mình mà để nó có quá một tí là cân hai một đôi cơ. Còn cái này là kiểu mà nó là chim gà mà nó bé hơn. Bao nó to à? Chín rồi này. Chín rồi. Nếu chợ nó khô ấy, kỳ quá nó khô ấy. Được mấy cân rồi? Thằng bé được mấy cân rồi? 8 cân rưỡi thế à? Cho nó to nhỉ? 8 cân rưỡi thôi. Được bao nhiêu cân? Thằng bố mới được 9 cân thì sao? 9 cân. Cùng nhau. Mới 10 cân rưỡi. Đang bò 20 cân rồi bác. Thích lắm. Thích nhiều cân. Thích lắm. Họ lại chắc thích đi lắm nhưng mà ốm. Nè, đòi đi. Các bạn đòi đi mẹ nuôi lại. Không biết, không biết là ốm, không dám đi, không dám đòi nhiều. Con này ngon nhất. Con ruột sao thế bình? Chưa. Thế đấy. Có mặt đi. À, cái chân. Ông mình cũng làm đều đã man. Hai cái lưỡi ông làm, ông mổ là có hai con, ông đứng lên là hai cái lưỡi còn nguyên si trong cái. Tưởng là rất như rất gà. Trong đời cuống họng còn nguyên từ trên nối xuống cổ. Thế là mổ đâu? Ông mổ hai con ông đứng lên đó. Cái này nó ấy lắm. Thế là mổ đâu? Nó khẽ bên này lắm. Nó đâu moi được mấy cái riêu vào tay nó chết tay mía đây. Mày có chìm nhậu là thoải mái rồi. Chắc ăn vậy. Chắc ăn. Nhà có điều kiện. Quá có điều kiện. Làm gì còn chim công. Chưa chưa chim công rồi ta. Bảo là nhà mấy bà bông. Với này bà ốm người ốm. Như là một chầu uống rồi. Rồi. Ăn rồi. Anh bảo rồi, nó uống mật. Anh đi bảo rồi. Khoảng 10.000 nào uống mật ăn được đi. Ui giời. Nó ném bực điện ở trong con kia bỏ. Để cho bà cậy miếng nước bể đưa cho bà được không? Chạy con. 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 Các bạn ơi cho cái đường đấy cái ca đấy các bạn ơi bẩn lắm. Cái bẩn lắm các bạn ơi, cái trong nhà ấy. Không để được bia. Đấy để con đây cho. Ra trên nhà ấy. Vãi cả vườn. Tôi chỉ thấy là chân thì nó thơm lắm rồi. Kéo bây giờ mà cái bảo bó bây giờ ông thái ống ngọt cho mấy là tái rồi. Tắm đi nó tỉnh không tí cũng ăn được rồi. Rồi. Nóng. Được thế, nóng bất thường rồi. Nóng trường xá gọi, 4 giờ xá rồi, giờ chưa xong rồi. Chưa xong đâu. Mấy ngày nay là mấy ngày cả thái không mà. Hả? Giờ làm sao á? Nói là các quán kia là còn muốn kia chặt chẽ hết đấy, hắn là lại vẫn ăn được. Chúng ta mới thấy bên đấy chú cũng mở ra và đâu cũng thấy được. Không phải người ta biết là mình chất lượng. Cái làm gỏi mà không biết nguồn gốc là chết ngay. Các bạn cầm cháo sao thay thế này. Mình lấy cho mượn cái máy xay cháo cho bằng vốn ngọt lắm. Mấy giờ rồi? Nó chỉ cái nào hơi dai dai. Đây đây đây. Quấn hết rồi. Thấy không? Có xay rồi. Ôi. Đây được con vật.
Quê bây giờ có rất có điều kiện. Có điều kiện. Bơi bên này bông này. Chuyện này hám được không bạn? Quá được. Quá chuẩn đấy. Quả này thú là ăn cắp hiểu thôi. Quả ơi, cho bơm này lên đây quả. Mỗi cái bơm này có quan trọng. Quên hết rồi, ăn bằng gì đâu rồi. Hết rồi. Pin rồi, nó ăn bằng gì anh quả? Hết pin luôn. Ăn trứng hay ăn gì? Thôi cái đấy thì hết pin. Rồi, mang lên quả ơi. Không thôi, để mẹ nó ăn nhanh, nó cắp đít cho mẹ. Rồi, chúng ta đi nhậu rồi. Mẹ vẫn đang ra rồi. Lúc biến giờ mới xong. Tuyệt vời. Cho đá to em ạ. Cho hai cục vào. Còn không? Thì lấy cho. Ơ, còn đầy đây. Cho cô này nữa em ạ. Rồi, mình lấy bia. Ê, sạch bượt lên. Cũng xách được em ạ. Này, xách được, xách bớt bia lên, xách ít bia. Xuống xách rồi, bia đây. Toàn mấy cái thanh niên này ngồi mâm các cụ vậy. Cái gì đấy? Chín chín á? Ăn được hết. Ăn được hết. Để ăn quảng bỏ xuống cái vỉ. Thôi thì cho vào trong nồi nước. Cái nào sống thì bỏ ra, bỏ cái bát này vắt mình miếng sống ra. Bỏ hết đây. Chín là cái sàn. Đang có bôi con trắng trắng đi. Có một con thôi. Vậy là ngon lắm rồi ông ạ. Thôi được rồi, để toàn hết. Con nào sống thì bỏ xuống, tha nó đang nóng mà. Đây, cho mày nhá. Em chơi. Đây đấy, quạt quảng đen rót bia ngay. Nghe bắt hai thằng có con này rót bia bây giờ. Tôi không có con à? Hai thằng kia nó đang ngồi đây. Nghe thằng tó. Ôi cho sang mẹ đi. Đấy, mẹ nó nấu cháo xong rồi. Ừ, xong rồi cái gì ạ? À, mình rót bia nữa. Ui, toàn đấy, toàn bọt. Quảng rót đi em quảng. Ní nó về nó phi lên. Ui thằng bé kìa. Đuổi đi nhanh lắm. Ta bọt trong bằng. Ông này ông trải rất nhanh nha. Ông biết trải phát nào, ông một phát ông trải rất nhanh nha. Chỉ 3 ngày sau ông trải nhanh kinh khủng luôn. Giờ có cái xe dựa ấy này, ngồi chân ngọt bỏm trong này. Xe đẩy này. Ôi đẩy sướng lắm. Đúng rồi, lại quẩy quẩy quẩy. Một. Một đơn. Được chưa? Đây là cặp này. Cho bác Quảng ngồi đây. Ngồi đây cặp này, ngồi. Rồi. Thôi. Tôi rồi, bố rồi. Cho non bia đuổi đi. Cho đang nhậu. Đâu, cái non bia nó ăn ở đấy nó cũng chạy theo đuổi đi đâu rồi nào. Bố con nhà. Không sao. Ai gọi anh? Thôi mày kiểm tra sai sai gì nhỉ? Không phải kiểm tra. Buổi cũng làm sai sai gì nhỉ? Sai gì? Sao lại thiếu gì ớt nhỉ? Hơi có đâu mà. Trong tủ đấy. Thôi được rồi. Thôi uống bia đi đã. Thì sao? À là chúc mừng nhỉ. Ơi, đúng rồi. Ba. Chúc mừng sức khỏe. Nè, mát được rượu. Rồi, ok, ngon.
mình phải làm miếng chim câu trước đã tính sao. À, làm quả cánh ấy. Cánh khô đấy. Cánh khô nào? Ngon. Đẹp vậy ông Quảng mà xấu. À. Nó ra màu khác rồi không ạ? Nó không phải màu nguyên chất nó. Được, nhưng mà ngon lắm. À. Ý là không phải là đang bảo cái điện thoại phốt nó quay. Chưa cần chấm đúng không? Độ sắc nét nó chưa tới. Đúng không ạ? Đây, hớt tiết xong mình pha. Mình nếm ý là tiết nó chuối. Bây giờ nếm tiết tí mình biết là nó mặn ra nó mặn. Nếm nó chuối khô thì nó đen. Nào cũng được. Ý là mình hớt được hết cái mặn thì nó sẽ đông chắc. Quảng ơi, chia tới canh đi. Chia tới chỗ trường ăn. Đấy. Mọi người đông cung điện sáng nay ăn cá ngon thật. Kho nó quê, kho nó chưa khô rồi. Khá nào? Cá này này. Cá chấm qua rồi, anh không chấm nữa, 2 cân. Cá to rồi. Có cái thìa nào không? Đây. Có con. Chắc con to nhất. Không, còn nhiều ý. Ông Bình với bác Trường ăn bán kia nhá. Con nó bắt cho 10.000 con. Quảng đây, Quảng với tôi đây. Xong rồi nó thả. Bác Trường này. Em mình ở trên nhà bạn. 50 con nó bảo tôi ta. Bằng này. 500 con. Đây ra cái bát này. Bát này. Mày tôi bảo chứ mẹ mày. Mày em bát này tôi. Cái giếc mình vừa bắt chị nào. Quả. Cái người bố ông làm. Ông mời cái canh ý. Bố ngày xưa tôi ăn cái canh thịt. Này. Ngày xưa chăn thịt. Đấy anh ngạn cho lên một nửa. Không cầm được. Cứ vãi cả cái thanh niên. Không bảo ăn thịt nóng tôi chứ không nhà mình. Cái dưa trước này thì anh thịt. Một tuần ăn thịt này. Còn vậy. Được. Nắng nhiều chẳng nóng nhiều. Đây bên này nhá, chia đây. Có bao hả? Được rồi. Đây mà. Trường. Đây có trường rồi đấy. Trường là gì? Đây cái này chia đây cho anh. Chắc mượn cái gì anh? Bán vịt. Sao đi thìa vậy? Có mỗi cái thìa. Mày kia mà. Đây là trường. Cái gì? Các bát thôi. Đây bát của ông Quảng đây. Bắt chanh. Không, sạc chút vậy. Đừng có bát. Ăn đến đâu quảng cáo với cái rượu Kim Sơn cả. Chui bọt kìa. Bắt chanh, bắt chanh, bắt chanh. Này, quên chơi về. Này, bắt chanh này. À, bố đây. Ngon mà, xương nó giòn mà, xương nó giòn. Đây, quả này ăn quả thịt canh này. Để kim câu này. Anh đánh một câu đấy. Đâu thế vịt. Không biết gì. Thôi rồi. Cũng hu chả biết review gì. Đây người ta đang gấp đây thầy đấy. Hu chanh khô á. Chanh non. Đây cái mùi mới này. Ăn nào, ăn miếng nào. Ăn miếng quần cầu. Vâng. Anh mọc quần cầu. Làm tí rượu. Tí. Nhiều tí. Không ăn được cái này đâu. Ồ, rượu cay đấy. Phút cái này nó rồi bông cái cành. Ngon đấy. Ngon quá. Ồ, kìa. Để này thì ai uống. Mình uống cái gì. Đấy. Chứ chẳng thanh niên. Đấy. Nhẹ, người ta uống gần hết rồi. Nhẹ hấp tí này. Review. Review thì phải uống mạnh mẽ đi. Chứ làm tí. Đâu rồi. Đâu bụng đấy. Đã có làm hấp. Thế ông tí canh là phải làm tí. Sao bắt cóc rồi. Không. Bác người. Okay, bác. Vừa làm cả anh Nguyên. Mình phải làm văn nữa. Em chưa đủ. Ngon. Tí canh tí. Hôn môi xa vậy. Tí canh làm tí. Hôn đau bụng. Được rồi. Đúng. Hay tí canh đi. Sao cũng quen đôi bớ để tay thì ôm con, một tay uống rượu. Kệ vậy thêm mới hoàn thành tráng. Để nên khéo đấy, không tiện. Ông này. Cái này còn là hơn một món ăn. Tuyệt vời. Con thì bị khó bỏ lắm nữa. Mình không biết làm chết đi nữa. Rồi, ok.